uy sức mạnh, U19 Việt Nam hủy diệt U19 Philippines. Đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã có được chiến thắng hủy diệt 4-1 trước U19 Philippines ở lượt trận thứ hai vòng bảng U19 Đông Nam Á. Sau trận hòa 0-0 trước đội chủ nhà U19 Indonesia, U19 Việt Nam đang rất khát khao có được điểm số trước đối thủ yếu là U19 Philippines. Đúng với dự đoán, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam dùng ép đối thủ ngay sau tiếng còi khai cuộc và sớm được hưởng thành quả. Sau một pha phối hợp ăn ý từ cánh phải, bóng đến chân Nguyễn Quốc Việt và tiền đạo của Lò Đưa Tiên Phúc xử lý khéo léo nhưng phải đến nhịp dứt điểm thứ hai, Việt mới đưa được bóng vào lưới. Sau bàn thắng sớm, U19 Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận. Phút 17, Dân Trường đột phá sập thẳng vào vòng cấm, tiếc rằng pha dứt điểm ở góc hẹp của tiền đạo này lại không đánh bại được thủ môn Bezier bên phía U19 Philippines. Nửa sau hiệp 1, U19 Việt Nam bất ngờ chơi chậm và điều này giúp cho U19 Philippines tạo ra một số cơ hội đáng kể về phía khung thành của thủ môn Cao Văn Bình, nhưng đều không được tận dụng thành công. Thậm chí, trước khi hiệp 1 khép lại, Minh Trọng suýt chút nữa lập siêu phẩm khi cú vô lê của cầu thủ này đi chệch cột dọc trong gang tấc. Sau giờ nghỉ, U19 Việt Nam lại có được bàn thắng dân đôi cách biệt ở những phút đầu hiệp 2 từ quả phạt bên phía cánh trái. Đinh Bắc thực hiện cú sút phạt với quả treo bóng nguy hiểm và số 9 Quốc Việt chọn đúng điểm rơi, bật cao đánh đầu tung lưới Philippines. Dẫn trước hai bàn, huấn luyện viên Đinh Thế Nam cho các học trò chơi chùng xuống và Philippines đã tận dụng được cơ hội của mình để có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Reyes. Đến phút 69, U19 Việt Nam được hưởng quả phạt đền sau khi Giang Khang bị phạm lỗi rõ ràng trong vùng cấm địa. Chính đội trưởng U19 Việt Nam thực hiện thành công cú đá 11m để nâng tỷ số lên 3-1. 10 phút sau, tỷ số đã là 4-1 cho đội bóng của huấn luyện viên Đinh Thế Nam nhờ công của Dân Trường trên chấm 11m. Đến đây, mọi cơ hội có điểm của U19 Philippines ở trận đấu này đã chấm hết. Chẳng những thua đậm mà Philippines còn gặp tổn thất nhân sự khi thủ môn Bezier phải nhận tấm thẻ đỏ trực tiếp sau khi buộc phải rời khỏi khu vực 16m50 để truy cản trái. Phép Quốc Việt thắng chung cuộc 4-1, U19 Việt Nam dâng lên ngôi đầu bảng vì được đá sớm hơn đối thủ ở loạt trận này. Đội hình xuất phát: U19 Việt Nam, Dân Bình, Hoàng Cảnh, Bảo Long, Dân Sơn, Dân Tú, Minh Trọng, Hồng Phúc, Đình Bắc, Dân Khang, Dân Trường, Quốc Việt, U19 Philippines, Bezier, Taninco, Gansim, Reyes, Rosculio, Ortega, Frias, Herido, Sao, Amirun, Andiger. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.